Cửa hàng Tuấn Hải xin gửi lời chào tới toàn thể mọi người ạ. Cửa hàng em ngày hôm nay thì giới thiệu các bác về một lô máy cưa xích Nhật bãi nhá. Đó. Tất cả những sản phẩm bên em đều là hàng Nhật bãi chính hãng luôn. Đó, không có bất kỳ một cái hãng nào khác. Thì có 3 cái thương hiệu lớn bên em hay bán là Nhật bãi này, Đức này và Thụy Điển. Thì trong lô ngày hôm nay thì có một cây máy cưa Đức nhá, là cây của dòng cưa Sachdoman. Đó là cây máy cưa Đức. Còn những cái hệ khác đều là của hàng Nhật hết. Đó. Cái lợi thế khi các bác mua những cái hàng máy Nhật bãi này ấy, là chất lượng Nhật Bản nhưng mà giá chỉ là giá Việt Nam thôi. Đấy. Chất lượng thì rất là cao nhưng mà giá cực kỳ mềm để các bác dễ dàng chốt máy nhá. Những cái hệ này thì bên em cái lô cưa ngày hôm nay thì đặt mã là B, từ B1 cho đến máy cưa mã B9 nhá. Thì như thường khi thì em sẽ để những cái dòng cưa cắt khai thác ở bên trên, đó, cắt gỗ lớn bên trên. Còn những cái dòng cưa cắt gia đình và tầm trung thì em để hàng bên dưới này thì đó, anh em nào muốn chốt cái hệ nào thì muốn xem mua cái hệ nào phù hợp với công việc nhà mình thì các bác cứ xem từ dưới lên. Đó. Số điện thoại cửa hàng bên em là 0392 973 923. Và khi các bác mua hàng thì bên em tặng các bác 3 món đồ nhé. Tiếp mở buji này, rũ cưa này và tua vít chỉnh chế này. Hàng thì bảo hành chỉ các bác là 9 tháng đi. Đó, bảo hành 9 tháng. Và giao hàng đến nơi thì các bác được kiểm tra và test máy thoải mái. Nhưng mà em không được để xăng vào trong máy nên là anh em nào mà muốn đi được test máy nhá thì các bác phải chuẩn bị trước giúp em là một ít xăng pha nhớt. Đó, em giới thiệu qua là nhiều anh em chưa quen sử dụng nhá. Là cái máy này thì là nhớt 2 thì đấy, pha với nhớt 2 thì. Đó, nhiều anh em cứ pha xăng trắng chạy không hay là pha nhầm nhớt 4 thì rất là nhiều. Nó rất là hư máy. Nên các bác chú ý là xăng thì là xăng mình hay đi bình thường ấy. Pha với nhớt 2T. Đó, tỷ lệ là 150ml với 1 lít xăng. Thì các bác pha như vậy là vừa đẹp. Đó, còn anh em nhớ là không phải là nhớt nào cũng pha được đâu. Nhiều khi em đi nhà dân em thấy họ pha toàn nhớt 4 thì vào máy cưa thôi. Thế nên là tình trạng nột lòng thì rất là nhiều. Ok, và giờ em sẽ giới thiệu từng cái hệ máy cưa có trong lô ngày hôm nay nhé. Thì một cây máy cưa đầu tiên trong clip này. Một dòng máy cưa tay cụt. Đó, cây này là cưa GC301 nhá. Có công suất là 32cc, lòng máy bít tông 38 ly. Máy thì chạy 2 lá bạc, cây này chạy cực kỳ ngon luôn. Làm nguyên chữ ECHO này. Anh em mua thì em sẽ lắp các bác một sợi xích mới nhá. Đó. Có lắp xích mới và một sợi xích này đi kèm. Giá là 2,1 triệu. Đó. Có các trang bị đầy đủ như khóa sên. Khóa sên bơm xăng phụ đầy đủ hết. Hai chân ốc ram. Còn máy móc bên em tất cả những cây máy đều vậy luôn, là đều kiểm tra nòng bô, kiểm tra bít tông đấy, chứ không phải là mua solo, mua vỏ về để mà bán cho anh em đâu. Cốt lõi là các bác mua về để sử dụng luôn, sử dụng nó bền. Thì với cái dòng tua của cái hệ cưa này thì cưa rất là tiết kiệm xăng. Lợi thế khi các bác mua những dòng máy cưa nhỏ nhẹ như thế này nhá, là thứ nhất là các bác mang vác đi lại dễ dàng, thứ hai là tiết kiệm xăng nhiên liệu để các bác khi hoạt động. Còn về cái phân khúc cưa thì các bác chỉ cần cắt những vanh gỗ tầm 80, vanh 80 các bác cắt thoải mái nhé, 80-100 cũng cắt được luôn. Đấy, cái dòng này thì cưa rất là khỏe mà nó là của hãng ECHO. Và những cái đồ linh kiện thay thế thì bao la đầy đủ hết. Đó, ok, mã B1 giá 2,1 triệu này. Chạy rất là ngon luôn các bác nhá. Đó, không phải là em đăng clip lên bán hàng thì mới có khen ngon để bán đâu. Em được bán hàng đúng không thì em phải đi nghe ngóng xem được những cái hệ nào chạy tốt, chạy ổn định đấy thì thu mua về để bán cho các bác. Thứ nhất là được công cả hai, em vừa bán được máy ngon, các bác vừa mua được cái máy cưa ngon luôn. Ok, cây máy cưa thứ hai, cây này là cây mã B2 nhá. Cái dòng này là Makita 333 đó, M33 có công suất là 33cc, nòng máy 38 ly. Máy này có một cái điểm rất hay là có một bộ ốp giật trợ lực. Đó, cái dòng này thì chuyên đi tỉa cành, cắt nhánh này, cắt củi này. Công việc chỉ cắt củi bình thường thôi thì các bác sử dụng hệ này.
có cân nặng của nó là 4 cân bác nhá. Đấy, có khóa sên khóa xích đầy đủ luôn. Lam thì còn nguyên chữ nhá, lam thì lam zin của nó luôn. Đấy. Lam dài là 40 mà lam cắt 35, chạy xích 91. Xích thì còn khá là dày, lam xích đẹp nhá. Đó. Trọng lượng của nó là 4 cân. Máy móc thì đã kiểm tra nòng bô, kiểm tra tất cả các chi tiết và đã vệ sinh trong ngoài sạch sẽ. Đó. Hệ này thì cắt rất là ổn định luôn. Đó, dòng tiết kiệm xăng cắt cực kỳ ổn định hệ cơ này. Vậy em sẽ làm nổ thử, các bác sẽ trải nghiệm thử nhé. Mã cơ B2 giá 2,1 triệu, máy bên em cây nào cũng thế, nhìn cây nào cũng rất là sáng và đẹp luôn nhá. Đây, cây này một siêu phẩm trong lô của ngày hôm nay. Ở cây này là cây Echo 3300 nhé, có công suất là 33cc đó, nòng bít tông 38 ly. Cây này thì một cái máy lam nhọn nhá, lam nhọn mà lam Latin. Chiều dài của nó được cái tổng của nó là 40, cắt của nó là 35 phân. Đấy, cái dòng này thì Nhật Bản nó sử dụng thì không sử dụng quá nhiều, sử dụng lướt thôi, lam còn nguyên mặt chữ, đầu lam thép, trọng lượng 4 cân vâng nhá. Đấy. Cây này thì các bác đi cắt tỉa cắt nhánh cực kỳ ngon lành luôn. Hệ này cắt củi thì rất là hợp lý. Đấy, hai chân ốc lam. Thường thường bây giờ gỗ to cắt đi khai thác thì các bác đã có máy lớn rồi, hoặc là các bác chỉ cần cắt gỗ nhỏ, cắt củi bình thường thôi thì em nghĩ các bác chỉ cần sử dụng những cái hệ cưa như thế này là vừa đẹp. Chất lượng của Nhật Bản thì anh em yên tâm. Đấy. Còn em đã kỹ tính hơn là em đã kiểm tra nòng bô, thế nên là không có tình trạng là mua máy về xước nòng hay là gửi đi gửi lại. Bởi vì cái quá trình gửi đi gửi lại thì bên em chịu khá là nhiều về tiền vận chuyển, nên là bên em rất là khi sợ vấn đề đấy. Nên là đã bán con nào cho anh em là phải chắc chắn con đấy luôn. Đấy. Khi mà các bác nhận được về máy thì nhất là uy tín, thứ hai là các bác giới thiệu cho những anh em thì mua máy bên em nữa. Thế nên là cây nào cũng vậy luôn, cũng là một sự quảng cáo nên là em phải làm thật tốt. Thì về cái chất lượng máy thì em đã kiểm tra và đã đi cưa thử căn chỉnh chuẩn hết rồi đó. Còn cái công việc là đi cắt tỉa cắt nhánh này, đi cắt củi này, cắt gia đình thì các bác sử dụng hệ này, lam đẹp, lam Latin nhá, lam thép luôn. Ok, em sẽ giật nổ này. Có các bên trên này nó có sử dụng núm bơm xăng phụ ở đây không nhá. Đó, B3 2,2 triệu. Trong tình trạng khi mà các bác nổ máy lên mà quá nhiều khói ấy, thì nó báo hiệu là cái lượng nhớt mà mình pha với xăng là quá nhiều. Thì cách xử lý là các bác pha giảm, cái xử lý là giảm khói nhá, thì các bác giảm cái lượng nhớt pha xăng đi một chút là được. Còn bên em thì là tất cả máy thì đều chung, đổ chung vào một can. Đấy, thế nên là nó không có liều lượng riêng. Cái máy thì nó phù hợp, có cái thì nó lại nhiều quá. Thế nên là khi anh em sử dụng một với một cây máy thì các bác pha xăng đúng tỷ lệ của nó, thì khi mà các bác cảm thấy rằng khói nó ra quá nhiều đấy thì các bác giảm một lượng nhớt xuống một chút là ok. Nhưng các bác đừng giảm quá nhá, vẫn phải là hơi hơi có một chút khói. Nếu các bác giảm mà nó đến mức độ nó không đạt thì nó sau này nó rất là ảnh hưởng đến nòng bít tông. Thế nên là anh em pha nó hơi hơi lên một chút thì nó không có vấn đề gì cả, nó càng tốt thôi. Đấy, còn khói thì mình không thích khói, mình giảm một lượng khói xuống một chút là ok. Tiếp theo là cái máy cưa số 4 nhá. Cưa máy số 4 là dòng cưa Komatsu G3200. Cây này có công suất là 32cc. Đây, Made in Japan này. Đấy. Đối với thương hiệu hãng Komatsu thì chạy siêu bền và siêu khỏe. Như anh em sử dụng những cái dòng máy như cắt cỏ này hay là bơm nước này. Ngoài ra thì cái dòng máy cưa thì đẳng cấp luôn. Đấy. Những cái hãng Komatsu thì nó có thương hiệu là vượt trội nổi tiếng.
nó có những cái phân tầng, những phân tầng của những hãng của bên Nhật Bản. Thì em nghĩ là cái dòng này phải đứng top 1, top 2 ở cái phân tầng ấy. Nó chạy cực kỳ ngon luôn. Đó, dòng Komatsu. Lam dài là 35, mặt cắt 30 nhá. Chạy xích 91. Đấy, máy này đã lên xích mới cho anh em luôn rồi. Giật trợ lực luôn nhau nha, giật trợ lực này. Giới thiệu các bác một cái điểm anh em rất dễ nhầm là nắp nào nắp xăng, nắp nào nắp nhớt. Cái nắp mà nắp xăng ấy thì nó có gần cái hình cây xăng này này. Đấy. Hình cái cây xăng đây, nó báo hiệu là nắp xăng ở đây. Còn cái nắp này dưới này là nắp nhớt bác nhá. Đấy, anh em mua anh em chú ý nhé, đừng đổ nhầm hai nắp với nhau. Bởi vì nhà sản xuất họ để hai nắp gần nhau quá nên là các bác dễ dàng nhầm lẫn. Đó. Còn về máy tem mác đầy đủ theo nguyên bản của máy luôn. Đấy, em chỉ thay mỗi xích mới để các bác cắt cho ngon thôi, nhưng còn đâu là nguyên bản hết. B4 2,3 triệu. Máy này có chức năng như là khóa này, khóa sên này, bơm xăng phụ đầy đủ hết nhá. Tiếp theo một cây máy cưa nữa là một cây máy Echo. Đó, cây này là 331. Thì cái dòng này thì phục vụ các bác là chuyên đi cắt củi nhiều, cắt thời gian dài. Đấy. Cái này thì công việc là cắt xẻ, cắt củi thì các bác sử dụng hệ này. Công suất là 34cc nhá, nòng máy 39 ly. Máy nòng bi tông kiểm tra này, rồi các chi tiết máy làm sao đây. Cái máy này các bác nhìn qua chân đế này, nó còn trắng đẹp, trắng đẹp như mới, không vết xước nhá. Lốp máy đẹp này đó. Nói chung là cây này thì nó không có vấn đề gì. Xích thì là xích mới thôi nhá. Cái này là xích bãi, xích mới khó phân biệt bởi vì là cái này là xích bãi nhưng mà nó còn dày như mới. Đấy, xích này là xích bãi nhá, mà mắt xích còn rất là dày. Lam dài là 40 mà lam cắt 35. Hệ này thì em đang để giá là 1,8 triệu. Đó. Và cái phần chỉnh nhớt ở đây, các bác chỉnh nhớt ít nhiều là nó có ký hiệu đây này. Chỉnh lên trên theo ngược này là ít đi, mà chỉnh trong vòng theo kim đồng hồ thì nó sẽ nhiều lên. Đó. Mã cưa B5 1,8 triệu, có trọng lượng cân nặng là 4,5 cân. Dòng này thì độ nổi tiếng là hơi và lửa này cực kỳ bền. Đấy. Mà em sửa cái dòng cưa đồng nằm này rất là nhiều, thì cả 331, 332 rất hiếm khi thấy cây nào nó bị hỏng hơi. Hơi nó cực kỳ tốt luôn. Đó. B5 thì giá 1,8 triệu nhé. Nhớt của nó thì còn nguyên nhớt trắng ở Nhật Bản. Đấy. Thì các bác biết là cái độ mới như thế nào. Có ngoài ra thì cái máy này chỉ có nhiều người Nhật sử dụng thôi, chứ còn tất cả bên em là mua từ hàng bãi Nhật về, thế nên là chưa qua trung gian, chưa qua cái người Việt Nam nào hết. Chỉ có em mua về là em sửa xong rồi em bán cho các bác luôn. Đấy. Cái nhớt của nó nhá là nhớt trắng tinh. Ở Việt Nam mình thì không có cái nhớt này đâu. Bởi vì mấy ai dám chơi mang nhớt sạch mà để vào trong cái buồng nhớt để mà chạy lam đâu. Đấy, toàn đa số là cho nhớt thải xe máy hết. Nói chung là cây máy này thì bao zin, và đã cam kết với các bác là người Nhật sử dụng xong rồi họ gửi về bãi thì là bên em thu mua về làm luôn. Đấy, có trục trặc gì hay có vấn đề thì bên em đã khắc phục xong hết rồi. Đến nơi các bác sử dụng ngon như một chiếc máy đạt hiệu yêu cầu. Đó. Tiếp theo với những cái hàng máy cưa bên trên là dòng cưa cắt gỗ lớn nhé. Thì một cây máy của hãng Hitachi CS40. Về cái nguồn cội của cái dòng này thì nó là của Echo GC36. Nhưng mà được nhà máy Hitachi nó mượn thương hiệu để nó làm. Đấy.
các bác biết về những cái thương hiệu Hitachi như những cái tivi rồi là những cái tủ lạnh các thứ ấy, là họ làm rất là bền đó. Và đây là một cái họ đã làm những cái động cơ này là cực kỳ tốt này, nó đã cải tiến thêm công suất này là 40cc đó, nòng máy này là 40 ly nhá, lam dài là 40 mà lam cắt 35, máy thì chạy xích chung 91, máy đã lên xích mới luôn đó. Những chức năng như khóa sên này, khóa sên bơm xăng phụ có đầy đủ luôn, nhà sản xuất có ra sao thì máy này trang bị đầy đủ nguyên như vậy các bác nhé. Đó, mà em để giá rất rẻ nhá, 40cc này các bác có thể đi cưa cắt khai thác được và cắt gỗ to được, mà có xích mới làm đẹp như thế này mà giá chỉ có 2.400.000 đồng thôi. Đấy, bơm xăng phụ ở đằng sau này nhé. Máy nhớt lam đầy đủ luôn, các thông số nó ngon lành hết. Đấy, máy thì đẹp như mới, không có vấn đề gì. Đấy, le gió này, các bác le gió tự động nha các bác, gạt kéo ra nha các bác, chỉ cần bóp vào nó khắc tụt vào này. Đó, máy đời rất là cao. Tiếp theo này, một cái hệ cưa này, cưa này là cưa Echo 361. Khi mà nhìn về chất máy và khi cầm nắm thì nó rất là chắc chắn. Đó, hệ này là một phân khúc cưa cắt khai thác. Các bác có những cây gỗ mỡ, quế, bồ đề, bạch đàn thì đó, các bác vanh gỗ tầm 100, 120, 150 là các bác có thể sử dụng những cái hệ cưa này đi cắt khai thác được. Đấy, dòng này thì cưa cắt những cây gỗ đấy rất là ngon. Lam dài là 40 mà lam được cắt 35. Máy chân thì hai chân ốc lam và chạy xích 91. Đó, đã lên xích mới nhá. Trọng lượng của hệ máy này thì nó ghi... trọng lượng nó ghi là 5 cân. Đấy, máy này là 5 cân. Bơm xăng phụ đầy đủ, len gió này, công tắc bên trên này. Cái sản xuất ra len gió thì các bác chú ý nhé, là khi em gửi máy tới nơi ấy, thì các bác đổ xăng vào máy này, rồi các bác bơm xăng phụ lên. Đấy, rồi các bác kéo len gió ra, các bác giật 1-2 cái để nó hút xăng lên, rồi nó kêu nó nổ ụp một cái nhá, thì các bác đóng len gió vào rồi các bác giật thì nó mới nổ. Đấy, nó không như cái dòng xe máy là đề là bóp phát nó đề là đề lên, mà cái này nó là giật nổ thì mình phải, họ đã sản xuất ra len gió rồi, các bác phải giật kéo len ra nhé. Thế nhiều anh em cứ không kéo le, giật chay nhiều quá nó bị xăng vào buồng đốt nó quá nhiều là nó bị sặc xăng. Đấy, rồi khi xử lý rất là lâu, thì các bác chỉ cần đúng quy trình nhá, là bơm xăng phụ lên này, đấy, để nó hút xăng vào chế này, rồi các bác kéo le gió ra, giật 1-2 cái nổ, đóng vào, giật phát nữa, đấy là nổ. Còn trường hợp mà máy nó khó nổ quá thì nó có sản xuất ra một cái để mà cò ở đây, bác bóp vào, bác ấn cái đen này vào nhá, là nó giữ tầm nổ lên của nó, là tầm nổ tốt này, là nó sẽ nổ. Ok, máy cưa B7 giá 2.500.000 nha bác nhá. Cây này để căng ti cao quá rồi. Tiếp theo này, cái cây máy cưa số 8 này. Cây này là cây Echo 452. Đó. Dòng công suất máy 45cc, nòng 43 ly. Hệ này là một phân khúc cưa máy nòng nằm bác nhá. Đấy. Lam dài là 40, mặt lam dài 45, mặt cắt 40 nhá. Lam Latin chạy xích đại. Máy này chạy sân xích lớn nhất trong cái dòng cưa xích luôn. Đấy. Là xích to mà mắt xích còn rất là dài luôn. Có hai phần đổ xăng nhớt này, nắp to này các bác đổ xăng, nắp nhỏ đổ nhớt này, chỉnh nhớt nam ở đây luôn này. Dòng này thì các bác đi cưa xẻ cực kỳ ngon lành luôn. Hệ này là chuyên đi xẻ gỗ và cắt cây đứng nhá, ngon lành. B8 giá 2.300.000.
Ok, tiếp theo một cây máy cưa cuối cùng của ngày hôm nay là cây cưa Sách Doman. Đó, cây cưa mã B9 nha. Cây này thì cân nặng của nó khá là đầm chắc này, 5,5 cân. 5,5 cân đến 6 cân. Đó. Công suất của nó là 43cc, nằm 41 ly. Lam thì dài là 50, mà lam cắt là 45. Đấy, chạy chân xích 325. Lam Sách Doman, cái lam này còn nguyên bản theo máy luôn này. Đó. Máy Doman, lam Doman này. Máy thì bao zin mà độ mới của cây này khá là cao. Các bác đánh giá qua cái lam nhá, là nó hay chạm vào gỗ nhất, mà nó hay bị xước nhất, mà nó vẫn đẹp như thế này thì cây máy này nó sử dụng rất là ít. Đó. Cây này thì nó em báo tình trạng luôn là nó hỏng công tắc ở đây. Đấy, thì em đã chỉnh công tắc ra cái nút này. Thì khi giật máy anh em không cần phải bật công tắc nào cả. Đó, các bác chỉ có thế là giật nổ thôi. Còn khi nào mà các bác tắt máy, các bác chỉ cần ấn xuống nó sẽ tắt máy. Ok, máy cưa B9 này giá là 2.700.000, dòng cưa cắt khai thác chuyên nghiệp. Còn với cái hệ này thì cưa cắt cực bền. Đó, anh em nào mà muốn mua cái máy cưa sử dụng tốt và nó chuẩn nét luôn. Đấy, sử dụng bền bỉ, cắt khô to thì các bác sử dụng hệ này. Đây là 9 cây máy cưa em vừa giới thiệu qua. Đó, anh em có nhu cầu mua một chiếc máy cưa nào đấy ở trong lô máy này thì vui lòng liên hệ số điện thoại là 0392 973 923. Và bên em thì là bao ship về hàng hóa nên anh em yên tâm khi mua máy nhé. Và được đồng kiểm kiểm tra. Đấy, thì các bác xem video thấy hay thì vui lòng ủng hộ cho cửa hàng em, xin một nút like ạ, nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo với ạ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.